một người đi thả ống lươn nhặt được chí phèo, trần chuồng và sắm ngắt cho một cái váy đục để bên cái lò gạch bỏ không. Sau đó chuyển tay cho người làng nuôi. Lớn lên, chí phèo làm canh điền cho Lý Kiến. Bà chí đâu? Vào đây bà nhờ cái nào? Dạ. Bóp chân cho bà. Bóp cao lên đi, bà nhức quá. Rồi ôi, bọn mày làm gì nhà tao này? Trời ơi. Đấy, ông xem chí làm gì tôi này. Mày à. Tôi xin ông, con lại ông ạ, tôi không có ý gì đâu ạ. Trời ơi, mày xin cái gì? Mày xin cái gì? Mày xin cái gì hả? Mày đâu bỏ tù cho tao. Bỏ tù đó. Bảy tám năm sau, chí phèo ra tù. Mày cha chúng mày. Mày là không có đứa nào nói chuyện bố mày. Mày làm là gì? Sinh là bố mày là khổ cả đời bố mày. Bà Kiến đây rồi. Nhà bà Kiến đây rồi. Bà Kiến đâu? Mày ăn lại cái tao. Tao sống chết mày. Ôi dồi ôi, nghe cái chí kìa. Chí ở đây, ôi dồi ôi, nghe ba. Ba là hai ơi. Đây, tôi có bà đâu rồi. Cái chí kìa, chí nó phải sủi ổng ở kia kìa. Ba ơi. Bà ba, bà tư đâu rồi, ra đây đi nhanh lên. Để cho thằng chí nó chửi mình ở ngoài kia thế kia. Mình sẽ muốn không? Bà ơi, ra đây, ra mở cửa đi. Ôi dồi cửa đi. Chí đây. Ra mở cửa đi, để cho thằng chí nó chửi mình ở ngoài kia thế kia. Bà đi ra đi, bà là bà cả mà bà. Cha, chí phèo ấy hả? À, đập cửa nhà bố mày hả? Gì ấy hả? Bà lỗi mày. Bà Kiến ơi, ra đây là chuyện tao. Mày, cha mày. Đánh tâm đi. Cả ngày đáng phải chết. Dừng lại ngay. Đi vào nhà tôi. Có mấy bà nữa. Đứng lên làm gì. Đi về hết đi. Ôi, anh Chí ơi. Cố gắng ngồi dậy xem nào. Ây da, tôi mà ở nhà thì có phải là không ra nông nỗi này không? Sao không? Thằng Lý Cường nó ác quá. Thôi, anh đứng dậy đi. Anh đứng dậy. Vào nhà tôi uống mấy ly nước cho nó ấm bụng. Đi. Chí phèo trở thành tay sai của bà Kiến, càng ngày càng hung hãn, ngang ngược và triền miên say. Chiều nay, như mọi buổi chiều, chí phèo lại vừa đi vừa chửi. Và cũng như mọi chiều, vẫn không một ai đáp lời hắn. Hắn rất tức tối, định ghé vào bất kỳ nhà nào đập bể một cái gì cho bõ tức. Hắn rẽ vào nhà Tự Lãng, giữa lúc lão này đang uống rượu một mình dưới trăng. Chí phèo xà xuống, cùng uống. Khi đã thỏa thuê, hắn lảo đảo ra về, nhưng không về lều mà đi ra bờ sông gần nhà.
cười đi, cười đi. Ôi ơi, cái gì thế này? Bố làm được rồi. Mày thích kêu à hả? Để tao kêu mày xem nhá. Bố làm được rồi. Ôi ơi, im. Lúc nửa đêm, Chí Phèo cũng đau bụng, nôn mửa. Thị Nở dìu hắn vào trong lều, đặt lên chõng, đắp chiếu cho hắn rồi ra về. Chí! Cháo nóng đấy! Ăn đi! Ăn đi! Ăn toát mồ hôi là nhanh khỏi lắm! Xong qua liều thế. Nhỡ chúng nó thì chết tay đấy. Cứ như này thì ui dồi ôi, con nở kia. Dạ. Tao nghe làng xóm nói mày qua lại với thằng Chí hả con? Ôi giời ơi, khổ thân tôi, sao mày lại quan hệ với cái thằng không cha không mẹ, cái thằng cao mật ăn vạ đấy hả con? Cái cô này, cô đã già ế rồi, cô lại muốn con ế theo cô. Ái chà, bây giờ mày còn dám xỉa sói tao nữa hả con? Mày cút đi, mày cút ngay cho tao. Mẹ con lỡ rồi. Đó! Nhặt mồm nhặt miệng quá! Lỡ ơi! Thằng Chí! Mày xỉa sói tao à? Mẹ cha thằng Chí! Mày là thằng không cha không mẹ! Mày là thằng cạo mặt ăn vạ! Mày cha mày! Thôi, tớ phải là cái kho đâu. Này, cầm lấy đi, rồi đi mà làm ăn. Chứ cứ báo tôi hoài à? Tao không cần năm bọ. Này. Thôi cầm đi, tôi có từng này thôi. Tao đã bảo tao không cần tiền. À giỏi. Thế anh cần cái gì? Tao làm người lương thiện. Tưởng gì, tôi chỉ cần lận anh lương thiện cho thiên hạ nó nhờ là được rồi. Lương không thể lương thiện được nữa. Ai trả giá cho phép xẹo trên mặt tao này thì lương thiện này.